95. Giới thứ 95. Không nên túi đựng bát, xỏ đầu gậy, quẩy trên vai đi, còn nên học. Người tu sĩ đạo Phật là một người học tập, tu sửa rèn luyện đạo hạnh buông xả tất cả, chỉ còn ba y một bát và một vài vật dụng cần thiết cho đời sống du tăng khất sĩ. Nên lúc nào cũng phải gọn gàng, bát và đồ vật cần thiết đều phải đặt trọn trong túi bát. Ngồi vấn y thượng phủ kín nên trông rất gọn gàng, không bề bộn, thì có của cải đâu lại quẩy sách mang vân vân. Người tu sĩ đi đâu cũng mang sách quá nhiều là không đúng đạo hành của một vị tỳ kheo đạo Phật. Đồ đạc quá nhiều không đúng đức hạnh buông xả, đi đâu cũng làm vướng bận nhọc nhằn khổ sở, sao gọi là giải thoát? Đời sống một du tăng khất sĩ bị trói buộc bởi những đồ vật hữu tham kiết sử, thì du tăng khất sĩ làm chi cho mệt, thà làm trụ thế tăng như các vị tỳ kheo đại thừa. Dính mắc thì cho dính mắc luôn, để thực hiện một nghề sống trao đổi bằng cách cúng bái, tụng niệm, thuyết giảng, làm bùa, niệm chú, trị bệnh, vân vân. Người đời đi đâu thì quẩy mang còng kềnh trên vai, người tu sĩ chỉ mang một túi đựng bát, y và đồ vật dụng hàng ngày như kim chỉ tọa cụ, bột giặt dầu gió ngừa nắng mưa vân vân. Túi đựng bát mà xỏ đầu gậy mang đi thì trông giống như người thế tục, cho nên hình ảnh một tu sĩ quẩy bát đi trông mất vẻ đạo hành, khiến người hiểu biết khinh chê. Đời sống của một vị tỳ kheo đệ tử Phật phải thiểu dục tri túc, nên rất gọn gàng, giản dị, đơn thuần, khi ở cũng như khi đi. Đời sống thiểu dục tri túc chỉ có ba y một bát mà thôi. Đó là đời sống của những bậc thánh tăng. Đời sống của những bậc thánh tăng không thể người phàm phu thường tình mà sống được. Đời sống buông xả, đời sống không dính mắc, đời sống ly dục, ly ác pháp. Đời sống như vậy mới gọi là đời sống đạo hành của bậc chân tu giải thoát. Lấy gậy xỏ túi bát mang đi là một hành động không đúng đạo hành của người tu sĩ đạo Phật, cần nên tu sửa trở lại cho đúng. Nếu buông xả được thì buông xả cho thật sạch, để thực hiện cho đúng đời sống một vị tỳ kheo đệ tử Phật. Bằng không buông xả được thì nên sống đời sống cư sĩ còn tốt hơn, chứ đừng làm hình tướng tu sĩ. Mà có của cải tài sản quá nhiều thì không thể nào gọi đó là tu sĩ đạo Phật. Chương 10. Không nên trèo cây. Có hai giới 60 và 94. 60. Giới thứ 60. Không nên ngủ nghỉ trong giảng đường, trừ người giữ gìn cần nên học. Người tu sĩ đạo Phật tuy sống không nhà cửa, không nơi chỗ, nhưng ngủ nghỉ phải biết nơi biết chốn, chỗ nào ngủ nghỉ được và chỗ nào không ngủ nghỉ được. Những chỗ không ngủ nghỉ được là đền thờ, nhà thờ, thánh thất, thiền đường, giảng đường, tháp Phật, điện thờ Phật, thánh tiên thần vân vân, và nhà tiếp khách. Mặc dù đình miếu thờ các vị thần, các bà chúa, những chỗ đó là chỗ tôn nghiêm thờ phụng của người dân địa phương còn mê tín. Chúng ta là những tu sĩ Phật giáo được Đức Phật dạy và xác định cho biết không có thế giới siêu hình. Bằng những chứng minh cụ thể, nhờ đó chúng ta không còn sống trong mê tín trừu tượng ảo giác vân vân. Tuy không tin thần ma quỷ và thế giới siêu hình, nhưng chúng ta không được quyền xô dẹp sự mê tín của người khác hoặc trèo lên nơi thờ tự của họ nằm ngủ một cách ngang bướng.
hành động như vậy chạm vào lòng tín ngưỡng của người khác, khiến cho họ tức giận và căm ghét thù oán đạo Phật. Phá Táo Đòa là tên của một vị thiền sư Đông Độ. Ngài phá sự mê tín của dân gian tại địa phương đó bằng cách bịa đặt ra câu chuyện huyền thoại để nâng cao giá trị thiền tông lên. Sau khi đập phá nơi thờ tự có một vị thần linh đang được mọi người dân trong vùng đó tín ngưỡng, thường dân hương cúng bái tấp nập. Khi bị phá cốt tượng thì vị thần đó đến tạ ơn vì nhờ thiền sư mới được đi tái sanh. Vì những câu chuyện huyền thoại đập phá sự mê tín dân gian nên có một số tu sĩ Phật giáo đại thừa có những hành động ngang nhiên vào các đền thờ thần hoặc bà chúa, trèo lên bệ thờ nằm ngủ nghỉ. Đó là những hành động vô đạo đức. Ví dụ như chúng ta là những tín đồ Phật giáo, nếu có người ngang nhiên trèo lên bàn thờ Phật nằm ngủ thì chúng ta đối xử như thế nào? Chúng ta có tức giận không? Chúng ta có lôi người đó xuống đập không? Xưa vua Lưu Ly còn bé trèo lên chỗ Phật thuyết giảng ngồi chơi, còn bị dòng Họ Thích Ca lôi xuống cho một trận nên thân, và cũng từ đó trở thành một hận thù diệt dòng Họ Thích. Bởi làm cho người khác căm tức, thù oán, tức giận, hờn ghét vân vân, nhất là người có quyền thế thì lại tai hại cho mình như dòng Họ Thích Ca. Chỗ tín ngưỡng của họ, chúng ta không nên ngủ nghỉ nơi đó, vì ngủ nghỉ nơi đó sẽ làm mất sự tôn nghiêm thờ tự. Làm mất sự tôn nghiêm thờ tự của người khác là người thiếu đạo đức, làm cho người khác tạo ra ác nghiệp. Giới luật Phật dạy chúng ta không được ngủ nghỉ trong giảng đường, nơi giảng dạy đạo đức và giáo pháp, nơi tôn nghiêm pháp âm của Phật luôn vang dậy nơi đó, nơi cung kính và tôn trọng của các đệ tử Phật. Chúng ta biết cung kính và tôn trọng nơi giảng đường tôn nghiêm của chúng ta, thì tại sao ta lại không cung kính nơi thờ tự của các tín ngưỡng khác? Nếu như vậy, chúng ta chưa phải là người học đạo đức của đạo Phật. Cho nên, học đạo đức của đạo Phật là phải thể hiện hành động đạo đức cung kính và tôn trọng đối với tất cả mọi tín ngưỡng, biết cung kính và tôn trọng mọi tín ngưỡng, nhưng không có nghĩa là chấp nhận những cái đúng và không chấp nhận những cái sai. Cái sai đưa đến cho con người chịu mọi khổ đau thì phải nói ra cho rõ để mọi người tránh xa. Cái lừa đảo, gian xảo, lường gạt phải nói thật ra chỉ thẳng để mọi người không bị kẻ khác lừa đảo, lường gạt vân vân. Nói thẳng, nói thật cũng là đạo đức làm người. Nói thẳng, nói thật không có nghĩa là ghét người. Nói thẳng, nói thật, nói đúng đạo đức nhân quả, chứ không nói xuyên tạc, nói xấu, nói xéo cá nhân người nào hết, thì mới là đạo đức. Xưa Đức Phật nói thẳng, nói thật, 62 luận thuyết của ngoại đạo là không đúng thiện pháp, đạo đức nhân quả, thường lừa đảo và lường gạt những người để sống tạo danh, tạo lợi. Bằng mọi thủ thuật, luận thuyết khéo léo, khôn ngoan, quỷ việt, vân vân, đã làm cho 1000 thế giới chấn động. 94. Giới thứ 94. Không nên trèo cây quá đầu, ngoại trừ khi có nhân duyên cần nên học. Người tu sĩ Phật giáo leo trèo làm mất vẻ oai nghi tế hạnh, làm mất vẻ trầm lặng, làm mất dáng điềm đạm nhẹ nhàng khoan tay vân vân. Trong giới này Phật cấm không được trèo cây, ở trên cây. Vậy mà có một vị thiền sư tên là Ô Sào làm thất trên cây, sống tọa thiền đều ở trên cây, mỗi lần lên xuống là phải trèo leo, thật là một điều kỳ đặc của thiền tông. Ngược lại, Đức Phật dạy lúc nào cũng phải ý tứ nhẹ nhàng khoan thai, không được leo trèo nhảy nhót.
lúc nào cũng phòng hộ sáu căn, giữ gìn oai nghi, tế hành trầm lặng, chậm rãi ung dung tự tại. Tu sĩ mà trèo cây giống như loài khỉ vượng thì trông rất dị kỳ. Đức hạnh của người tu không cho phép người tu sĩ trèo cây không có thang. Muốn trèo cây, người tu sĩ cần phải bắt thang. Nếu không có thang mà trèo cây thì giống như loài thú vật, cho nên trèo leo không phải là hành động của người tu sĩ. Người tu sĩ trèo cây hái những quả là không đúng tư cách. Tại sao vậy? Người tu sĩ chỉ có đi xin ăn, có đâu lại có cây trái mà phải trèo hái. Nếu cây trái của chùa có thì thiếu gì người cư sĩ họ sẽ trèo hái. Hành động trèo cây hái trái là không đúng tư cách của người tu sĩ, nhất là tu sĩ đạo Phật thì lại còn không nên trèo leo, cần nên tránh. Nếu đã chấp nhận là vị tỳ kheo thì không nên leo trèo. Leo trèo người hiểu biết sẽ khinh chê người tu không đúng cách, nhất là phạm vào giới của Phật. Chương 11. Bảy pháp ngăn chặn rầy rà. Lời giới thiệu. Đây là bảy pháp diệt trách xưa các tổ rút ra từ trong giới kinh để diệt trừ dứt khoát mọi việc xảy ra giữa chúng tăng. Bảy pháp diệt trách này có công năng và mục đích giải quyết bốn cách rầy rà thường xảy ra trong chúng tăng như sau. Thứ nhất, lời nói rầy rà. Thứ hai, tìm lỗi rầy rà. Thứ ba, phạm lỗi rầy rà. Thứ tư, việc rầy rà. Sao gọi là lời nói rầy rà? Tỳ kheo với tỳ kheo tranh luận hơn thua, sanh ra rầy rà, nói to tiếng với nhau, pháp phi pháp. Sao gọi là tìm tội rầy rà? Tỳ kheo này cùng tỳ kheo khác tìm tội rầy ra ba sự việc: một, phá giới; hai, phá chánh kiến; ba, phá oai nghi, thấy, nghe và nghi tội. Sao gọi là phạm tội tướng rầy rà? Phạm tội tướng rầy rà có bảy thứ tội: một, ba la di; hai, tăng tàng; ba, ba vật đời; bốn, hối quá pháp; năm, thâu lan giá; sáu, ác tác; bảy, ác thuyết. Sao gọi là việc rầy rà? Việc rầy rà có hai: một, trong lời nói rầy rà kéo dài ra; hai, trong việc tìm lỗi rầy rà bươi móc ra. Chú thích: thân phạm gọi là ác tác, khẩu phạm gọi là ác thuyết. Vậy bảy pháp ngăn chặn rầy rà là gì? Bảy pháp ngăn chặn rầy rà là bảy pháp ngăn chặn để giải quyết sự tranh chấp của chúng tỳ kheo. Phải như pháp, như luật, như lời Phật dạy để diệt trừ lời tranh cãi đó. Việc tranh chấp gồm có bốn loại: thứ nhất, ngôn trách; thứ hai, mít trách; thứ ba, phạm trách; thứ tư, sự trách. Bốn sự tranh chấp này đã được dịch sang Việt ngữ từ trong Hán Tạng để được mọi người Việt Nam nghiên cứu dễ dàng qua Việt ngữ. Bảy pháp diệt trách này một vị trụ trì cần phải học tập biết cho rõ ràng để hướng dẫn mọi người đang tu hành dưới quyền lãnh đạo của mình. Nếu có những sự việc rầy rà xảy ra, nhờ đó biết cách giải quyết và phân xử trong tập thể chúng tăng để tạo cuộc sống tăng đoàn hòa hợp, khiến cho mọi người càng tin tưởng Phật pháp hơn. Nếu một vị trụ trì mà không thông bảy pháp ngăn chặn này thì khó mà lãnh đạo tập thể chúng tăng được và không bao giờ có sự hòa hợp trong tăng đoàn. Bảy pháp này rất quan trọng cho tăng đoàn, nó có tầm vóc quyết định và xử lý chúng tăng có tu tập hay không tu tập được, có hòa hợp hay không hòa hợp, có đạo đức hay không có đạo đức, đều là nhờ ở bảy pháp này. Vậy những ai là người đang và sắp sửa lãnh chúng thì phải thông suốt bảy pháp này
và còn phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Nếu giới luật chưa nghiêm chỉnh mà lãnh chúng thì coi chừng sẽ bất an trong chúng và điều khiển chúng không được. Đừng tưởng lãnh chúng tu học là dễ dàng, mà phải có một kỷ luật rõ ràng sắc bén, kèm theo với sự cương quyết mạnh mẽ khi cần thiết. Không được để tình cảm xen vào lúc áp dụng kỷ luật với những tu sĩ thiếu đạo đức và không cải hối những lỗi lầm. Bởi làm một vị lãnh đạo chúng không đơn giản, nếu không thông và không sống đúng giới luật thì cũng khó điều khiển chúng tu học tốt. Và trong chúng có nhiều điều phức tạp xảy ra khiến cho Phật tử và người ngồi đời khinh chê Phật Pháp. Đó là một điều tội lỗi hết sức. Vậy các vị làm trụ trì hãy đề cao cảnh giác để làm tốt Phật giáo. Kính ghi Tu Viện Chân Như, ngày 16 tháng 9 năm 1999. 1. Pháp thứ nhất, hiện tiền diệt trách. Pháp này giải quyết hiện tiền bằng giới luật. Sao gọi là hiện tiền? Hiện tiền có nghĩa là đưa giới luật ra giữa hai bên để phán xét dứt rầy rà. 1. Pháp. 2. Luật. 3. Người. 4. Tăng. 5. Giới. Sao gọi là pháp hiện tiền? Dẫn chứng giáo pháp là lời dạy của Đức Phật để dứt sự rầy rà. Sao gọi là giới luật hiện tiền? Dẫn chứng giới luật được thọ trì để dứt sự rầy rà. Sao gọi là người hiện tiền? Là hai bên tranh chấp chống đối nhau. Sao gọi là tăng hiện tiền? Là chúng tăng hòa hợp làm pháp yết ma dứt sự rầy rà. Tùy theo sự rầy rà mà sử dụng các pháp trên đây để giải quyết dứt trừ rầy rà. Luận ma đắc lạc già dạy, có 10 pháp vắng mặt được làm pháp yết ma. 1. Đậy bát. 2. Mở bát. Bị người thế tục mắng chơi trách tỳ kheo. 3. Học gia. 4. Xã học gia đồng giải nhưng trong pháp hối quá. 5. Sửa thất ở. 6. Đuổi sa di ác kiến. 7. Cuồng si điên loạn trí. 8. Không lễ bái, không đến gần. 9. Không nói chuyện, không tư hỏi. 10. Không cúng dường. Khi một vị tỳ kheo làm sự sai quấy, xúc não tỳ kheo ni, không bắt tội trị ngay trước mặt được, phải trị bằng cách A. Không đến gần, không lễ bái. B. Không thư hỏi. C. Không cúng dường. Pháp thứ nhất ngăn chặn sự rầy rà mà trong giới luật này đã dạy ở trên, thì đây là pháp giải quyết sự rầy rà, chứ không phải là pháp ngăn chặn sự rầy rà. Trong giáo pháp của Đạo Phật, có 5 pháp ngăn chặn sự rầy rà rất cụ thể và rõ ràng. 1. Pháp thứ nhất ngăn chặn sự rầy rà là pháp tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác. 2. Pháp thứ hai ngăn chặn sự rầy rà là giới luật. Người giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì không bao giờ có sự rầy rà. 3. Pháp thứ ba ngăn chặn sự rầy rà là đạo đức nhân quả, không làm khổ mình khổ người. Thấy các pháp bằng thiện pháp, đừng thấy các pháp bằng ác pháp. 4. Pháp thứ tư ngăn chặn sự rầy rà là pháp lục hòa. Pháp lục hòa gồm có A. Thân hòa đồng trụ. B. Khẩu hòa vô tranh. C. Ý hòa đồng duyệt. D. Giới hòa đồng tu. E. Kiến hòa đồng giải. F. Lợi hòa đồng quân. 5. Pháp thứ năm ngăn chặn sự rầy rà tốt nhất là pháp độc cư. Độc cư là pháp sống trầm lặng, là pháp sống một mình, không tiếp duyên với ai cả, nên không có sự rầy rà. Do sống độc cư, không bao giờ có phe nhóm tranh luận hơn thua. Mọi người, ai cũng biết bổn phận mình phải siêng năng tu tập,
để cứu mình thoát khỏi ác pháp, nên không có thì giờ ở không, lấy đâu có sự rầy rà. Trên đây là năm pháp ngăn chặn sự rầy rà trong hiện tại rất hữu hiệu. Người làm viện chủ, viện trưởng, trụ trì đều phải lấy năm pháp này học tập thông suốt và huấn luyện tăng ni và cư sĩ để mang lại sự hòa hợp an vui trong chúng đệ tử Phật rất dễ dàng, không có chướng ngại. Đó là kinh nghiệm bản thân của chúng tôi khi lãnh chúng. 2. Pháp thứ hai, ức niệm diệt trách. Sao gọi là ức niệm tỳ ni? Nghĩa là pháp này không cử tội, cũng không được khuyến vị tỳ kheo đó nhớ lại tội mình, vì sự tranh chấp đã được chấm dứt theo pháp phân giải. Sau này nếu ai moi móc ra sẽ phạm tội đọa. Ức niệm diệt có nghĩa là đừng nhớ lại những lỗi lầm của người khác, hãy bỏ qua, không nhớ lại, không bươi móc nhắc lại chuyện cũ. Người bươi móc lại chuyện lỗi lầm của người khác là người xấu, là người thiếu đạo đức, làm người không tốt. Người bươi móc hay nhắc lại chuyện lỗi lầm của người khác có mục đích nói xấu, bêu xấu người khác, làm cho mọi người đều biết cái xấu của kẻ kia, đó là người ác đức, người vô đạo đức. Đem chuyện xấu của người khác ra bêu rêu là người ác đức, người hèn hạ, người đê tiện. Ngoài đời, người nào moi móc chuyện xấu của kẻ khác là người xấu, người thiếu đạo đức làm người. Người không hiểu đạo đức nhân quả, không học đạo đức nhân quả nên thường tạo khẩu nghiệp, tội lỗi bươi móc chuyện lỗi lầm của kẻ khác là một ác quỷ chứ không phải là con người. Người mới tu theo đạo Phật tuy là một cư sĩ còn không nên bươi móc chuyện xấu của kẻ khác, huống chúng ta là tu sĩ, tăng ni, mà lại bươi móc những lỗi lầm đã qua của các vị tăng ni khác sao? Nếu bươi móc như vậy thì làm sao chúng ta xứng đáng là đệ tử Phật? Cho nên, tăng ni là đệ tử xuất gia của Đức Phật thì phải luôn luôn giữ gìn đức hạnh của pháp ức niệm diệt trách này để không bươi móc chuyện xấu của người khác, mới xứng đáng là đệ tử của Phật. Ở đây là pháp dạy chúng ta không được bươi móc chuyện xấu của người khác để thực hiện những hành động đức hạnh cao quý của một vị tu sĩ. Ức niệm diệt trách là một pháp môn dạy hành động khẩu nghiệp thiện, khiến cho mọi người cùng sống hòa hợp, an vui, thanh thản, tiến tu giải thoát. Ức niệm diệt trách là một pháp môn dạy đạo đức về khẩu nghiệp cao quý làm người, để ngăn chặn sự rầy rà xảy ra trong chúng tăng và chúng ni, cũng như trong mọi tập thể khác. Ức niệm diệt trách là một pháp môn dạy đạo đức giúp cho chúng tăng sống hòa hợp như nước với sữa, thường biết thương yêu nhau, trợ giúp nhau trong cảnh tu hành, cảm thông sự tu hành là khó. Ức niệm diệt trách là một pháp môn dạy đạo đức về cách đối xử với mọi người, tránh sự rầy rà, tạo nhiều thiện cảm, đem lại cho mọi người một cuộc sống an vui, thanh thản, một cuộc sống thánh thiện. 3. Pháp thứ ba, bất si diệt trách. Sao gọi là pháp tỳ ni bất si? Tỳ kheo phạm tội này đều không nên cử tội, cũng không nên làm pháp nhớ nghĩ. Nếu việc rầy rà này đã giải quyết đúng như pháp dứt rồi, nếu ai còn bươi móc ra nữa thì phạm tội đọa như trên. Bất si diệt trách có nghĩa là đừng nên ngu muội bươi móc lỗi lầm của kẻ khác và của mình ra. Cái gì nó đã đi qua thì đừng nên nhắc lại, nhớ nghĩ đến nó nữa, để tự mình làm khổ mình và khổ người mà chẳng ích lợi gì. Bất si diệt trách là một pháp môn dạy đạo đức không ngu muội u mê, đem bươi móc chuyện người này người kia hoặc nói xấu người này người kia, đó là sự ngu muội làm mất đạo đức của mình. Những kẻ ngu muội này đã tự làm khổ mình khổ người, tạo cho mình những nét nổi bật
bất hạnh đau khổ. Khi có những kẻ ngu si mới không nhận ra pháp bất si diệt trách. Pháp bất si diệt trách là một pháp môn dạy chúng ta có đạo đức, biết sống hòa hợp, không bao giờ tạo cảnh chia rẽ ngang trái. Kẻ nào có ý đồ tạo cảnh chia rẽ là kẻ ngu si, tự tạo cho mình một cuộc sống bất an và còn làm cho tập thể tan nát. Bất si diệt trách là pháp môn giúp chúng ta luôn luôn lúc nào cũng sống hòa hợp, đoàn kết, thân thương với mọi người. Nó là một pháp môn cao quý nhất dùng để sống chung nhau trong mọi tập thể. Người nào chẳng ngu si thường hay ngăn chặn sự rầy rà là những người khôn ngoan và có đạo đức nhất. Đạo đức trong việc đối xử với nhau không tạo cảnh rầy rà. Cảnh rầy rà là cảnh địa ngục ở trần gian. Nếu biết ngăn chặn, tức là mở cửa thiên đàng cùng sống. Cho nên đức hạnh ngăn chặn sự rầy rà là đức hạnh khôn ngoan trong cuộc sống làm người. Người nào luôn luôn tạo cảnh rầy rà là người bươi móc chuyện xấu tốt của người khác, là người không được giáo dục đạo đức, bất si diệt trách pháp, nên ở đâu cũng gây tạo ra cảnh chia rẽ. Đó là bọn ma vương ác quỷ chứ không phải là con người. Người tu theo đạo Phật mà không học đạo đức bất si diệt trách là người chưa xứng đáng là đệ tử của Phật. Dù là cư sĩ cũng nên học đạo đức ngăn chặn sự rầy rà này để tạo cảnh an vui, hạnh phúc gia đình và xã hội. 4. Pháp thứ tư, tự nói diệt trách. Tự nói nghĩa là tự mình phát lộ tội trạng để sám hối, sao gọi là tự tri. Nghĩa là vị sám chủ nói phải tự trách tâm mình nên sanh nhàm chán xa lìa. Nếu việc tranh chấp đã dứt mà còn gọi lại bươi móc thì phạm tội đọa. Để ngăn chặn sự rầy rà, Đức Phật nói về pháp thứ tư, tự nói diệt trách pháp, là tự nói lỗi mình để cho sự rầy rà chấm dứt. Tự nói lỗi mình để cho sự rầy rà chấm dứt là một đức hạnh hòa hợp cao quý, giúp cho mọi người đoàn kết thương yêu lẫn nhau trong đoàn thể. Cho nên trong mọi tập thể nào, mọi người cũng cần phải học đức hạnh tự nói lỗi mình để ngăn chặn sự chia rẽ bất hòa không riêng cho tăng già, đoàn thể chúng tăng. Đó là tinh thần đạo đức hòa hợp mà Đức Phật đã chỉ dạy cho tín đồ, không riêng cho tín đồ Phật giáo, mà cho tất cả mọi người đều phải học. Vì mọi người ai cũng sống trong một tập thể, dù nhỏ nhất là gia đình, lớn hơn một chút là xã hội, lớn hơn nữa là đất nước và thế giới. Đức hạnh tự nói lỗi mình là một đạo đức đem lại sự hòa hợp, an vui, hạnh phúc cho mọi người, trong đó có mình. Vì thế mọi người cần phải học và tập luyện can đảm tự nói diệt trách pháp để đem lại sự an vui, hạnh phúc cho nhau. Tự nói diệt trách pháp là một pháp môn dạy đạo đức cao quý tuyệt vời của con người đối với con người trong mọi gia đình, mọi tập thể, mọi xã hội, mọi đất nước và cả thế giới, để đem lại sự an vui, thanh bình, đoàn kết hòa hợp và đầy lòng thương yêu lẫn nhau, không phân biệt màu da thứ tóc, không phân biệt chủng tộc giai cấp. Có được như vậy thì cảnh thế gian này là thiên đàng cực lạc, đâu cần phải tìm kiếm ở đâu xa. 5. Pháp thứ 5, mít tội diệt trách. Mít tội nghĩa là gì? Mít tội tướng có nghĩa là tội của tỳ kheo trước kia đã được chúng tăng cử tội, và tỳ kheo phạm tội cũng đã nhớ nghĩ thú tội rồi nên sự tranh chấp đã dứt. Sau này ai gọi lại đều phạm tội đọa ba vật đề. Mít tội diệt trách là một pháp môn dạy đạo đức làm người không được nhắc lại những lỗi lầm của người khác khi việc đó đã được phán xét cử tội và đã thọ chịu sám hối lỗi lầm của mình xong. Ở đời
Người ta thường hay nhắc đi nhắc lại chuyện cũ để tạo ra sự buồn khổ, tức giận, phiền não, khiến cho mọi người bất an, lúc nào tâm hồn cũng không được thanh thản và an lạc. Mất tội diệt trách là một đạo đức dạy làm người vừa kín đáo về ngôn ngữ, khiến người giữ gìn và bảo vệ tập thể, không cho người ngoài biết mọi việc xảy ra trong đoàn thể. Người đã học được mất tội diệt trách là người vừa giữ được khẩu nghiệp thanh tịnh, nhưng cũng vừa giữ bí mật mọi việc, khiến cho người khác khó biết. Người đã học được mất tội diệt trách là người có hành động đạo đức kín đáo, thầm lặng, khôn ngoan, không bao giờ bươi móc chuyện lỗi phải của người khác để đem đến sự bất an cho mình. Người đã học được đạo đức mất tội diệt trách là người có một tâm hồn biết việc mình để sửa lỗi mình mà chẳng biết đến việc người, chẳng để ý đến việc người. Vì biết đến việc người chẳng ích lợi gì cho mình mà còn khiến mình mất đạo đức làm người, trở thành người nhiều chuyện. Biết việc mình mà không biết việc người là người thông minh, khôn ngoan, là người có đầy đủ đạo đức làm người. Người biết việc của người khác là người nhiều chuyện, tự hay nói việc của người là người không biết sống, là người thiếu đạo đức, tự làm khổ mình khổ người, là người ngu si nhất. Người luôn luôn bươi móc chuyện của người khác là người thiếu giáo dục đạo đức làm người, thiếu học Phật pháp. Phật dạy biết việc mình chẳng nên biết việc người, biết việc mình để mình sửa sai những lỗi lầm của mình, còn biết việc của người đó là tâm phóng dật. Tâm phóng dật là tâm ác pháp, tâm ác pháp là tâm đau khổ. 6. Pháp thứ 6, đa nhân ngữ diệt trách. Nếu trong các thầy tỳ kheo hiện tiền có xảy ra việc rầy rà không giải quyết được, thì phải cần một vị tỳ kheo thông hiểu kinh luật, bỏ thăm đi dứt sự rầy rà. Người ấy thực hiện bầu cử bỏ thăm, nhưng phải theo đúng như pháp đa nhân ngữ diệt trách, tức là bầu cử bỏ thăm. Trong cuộc rầy rà có năm hạng người không được bầu cử bỏ thăm: 1. Thương người. 2. Người giận. 3. Người sợ. 4. Người si. 5. Người không biết bỏ thăm cho ai, bỏ thăm rồi hay chưa. Trên đây là năm hạng người không được bỏ thăm. Dưới đây có ba cách bỏ thăm: 1. Bỏ thăm phải ở trước mặt mọi người. 2. Bỏ thăm phải được kín đáo, không để cho người khác biết. 3. Kề tai nói nhỏ với người lãnh đạo về việc bỏ thăm. Đa nhân ngữ diệt trách là gì? Đa nhân ngữ diệt trách là cách thức bầu cử bỏ thăm, lấy đa số để ngăn chặn sự rầy rà, nhưng phải công bằng bằng cách loại trừ năm hạng người đã kể ở trên không được bầu cử bỏ thăm. Ở đây có ba cách bầu cử bỏ thăm để nói lên sự công bằng trong những ý kiến trong sạch và đầy đủ đạo đức, không có lấy đa số để đè bẹp thiểu số. Đây là bầu lấy những ý kiến đa số trong tinh thần đạo đức công bằng, để ngăn chặn sự thiếu đoàn kết chia rẽ trong giáo đoàn Phật giáo. Đa nhân ngữ diệt trách là một pháp môn bầu cử rất công bằng mà trong thời Đức Phật đã đề ra. Khi bầu cử phải loại bỏ năm hạng người không được bỏ thăm. Như vậy trong thời Đức Phật đã có những cuộc bầu cử trong công bằng mà hiện giờ chúng ta mới nhận ra. Ở thế kỷ bầu cử hiện tại của chúng ta, đọc qua đa nhân ngữ diệt trách, chúng ta thấy được đạo đức bầu cử đạo Phật hết sức công bằng và bình đẳng, không thể có một xã hội hiện thời nào hơn được. Đa nhân ngữ diệt trách pháp là pháp môn dạy về đạo đức khi bầu cử phải như thế nào cho công bằng và cho hợp lý với đạo đức làm người. Học đa nhân ngữ diệt trách, ta mới thấy được đạo đức của đạo Phật thật chu đáo, mà không có một hành động đạo đức nào ở trên đời này mà Đức Phật bỏ sót. Cho nên
Đạo Phật dạy chúng ta đầy đủ những pháp môn tu hành, làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi, nhưng còn trang bị chúng ta một đạo đức toàn thiện để biết cách đối xử với nhau, biến cảnh giới thế gian thành cảnh giới thiên đàng cực lạc, vân vân. 7. Pháp thứ 7, Thảo Phú Địa Diệt Trách. Sao gọi là Thảo Phú Địa Diệt Trách? Thảo Phú Địa nghĩa là không xưng nói danh tội, chủng tội mà chỉ nói sám hối. Nếu sự rầy rà đã diệt rồi, nếu ai sau này gọi lại phạm vào tội đọa ba vật đề. Thảo Phú Địa có hai nghĩa. Thứ nhất, khi sự tranh chấp khởi lên, có một số đông người tranh chấp và lôi cuốn theo cả chúng, xét về nguyên gốc của tội khó tìm ra manh mối. Muốn để chấm dứt sự tranh chấp đó, Đức Phật cho phép theo kiểu trải cỏ che lấp, có nghĩa là khuyên lơn trong chúng nên bỏ đi để đem lại sự yên tịnh tu hành là tốt hơn hết. Thứ hai, có một vị thượng tọa đầy đủ đức hạnh trình bày lời nói hòa giải để dứt tranh chấp, hai chúng phải đối diện nhau, trải hết tâm can mà sám hối. Cả hai chúng đều lấy mục đích đức hạnh không làm khổ mình khổ người, để có sự hỗ trợ hòa giải với nhau cho được tốt đẹp, lấy sự tu hành giải thoát làm chánh. Sao gọi là pháp như cỏ che đất? Nghĩa là các thầy tỳ kheo tranh chấp với nhau vì hòa hợp đoàn kết, vì sự giải thoát thân tâm thanh thản và an lạc của nhau, vì ly dục ly ác pháp, cái tâm hồn được giải thoát có tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm. Thảo Phú Địa Diệt Trách là pháp môn tùy thuận hoàn cảnh, mọi đối tượng, mọi sự việc, nên không bao giờ có sự rầy rà xảy ra. Tỳ Ni Mẫu Kinh nói, nếu hai thầy tỳ kheo rầy rà muốn trừ dứt tội đó, thì hai người phải thành tâm đồng sám hối tội rầy rà, chứ đừng thấy mình phải mà người khác quấy, mà phải thấy có sự rầy rà giữa hai người gây tạo ra, nên phải tự mình cảm thấy xấu hổ, đồng xin sám hối với nhau, giống như cỏ phủ trên bùn, khiến cho mọi người đi qua khỏi lắm bùn, phải thầm tâm hòa hợp sám hối, phủ trên các ác pháp để được sanh các thiện pháp, sao rồi mới xin sám hối phạm tội. Luật Nhiếp Dạy, nếu kỳ đây chỉ làm hai phe, cùng nhau so đo tranh chấp tri kiến của mình là đúng, rồi ỷ thế kệ quyền sanh tâm khinh mạng với nhau. Lúc bây giờ, có một thầy tỳ kheo tài đức song toàn, ở giữa hai phe được mọi chúng đều kính nể, đứng ra khuyên bảo dứt rầy rà, cùng nhau phải sám hối. Nói lời sám hối tội về tranh chấp, mỗi bên đều lấy tâm khiêm hạ của mình, cung kính và tôn trọng lẫn nhau. Đừng chống đối nhau nữa, đó là dùng pháp như cỏ trải đất mà dứt trừ. Nếu một thầy tỳ kheo nào có đủ 22 hành dưới đây là người xử đoán công minh và rất bình đẳng. Một, sống giữ gìn nghiêm túc 250 giới. 2. Trí tuệ đa văn. 3. Phải hiểu thông tạng luận. 4. Phải hiểu thông tạng luật. 5. Không gây gỗ tranh chấp với ai cả. 6. Cũng không kiêng nể sự tranh chấp của ai hết. 7. Chuyện đáng vỡ trách thì vỡ trách không tư vị. 8. Chuyện đáng dạy thì dạy không vị tình kẻ nào cả. 9. Chuyện đáng diệt tận xuất thì diệt tận xuất không tư vị. 10. Không thương bên này. 11. Không ghét bên kia. 12. Không sợ bên nọ. 13. Không si mê bên khác. 14. Không ăn đồ ẩm thực của phái bộ bên này. 15. Cũng chẳng thọ ẩm thực của phái bộ bên kia. 16. Không thọ y bát, tòa cụ, ống kim và chỉ của phái bộ bên này. 17. Cũng chẳng thọ y bát, tòa cụ, ống kim và chỉ của phái bộ bên kia. 18.
không cung cấp phái bộ bên này, 19 cũng không cung cấp phái bộ bên kia, 20 không ở chung với phái bộ bên này, cũng không cùng đi chung vào làng, 21 cũng chẳng cùng chung ở với phái bộ bên kia và chẳng cùng đi chung vào làng, 22 không hứa hẹn với bộ phái bên này và cũng chẳng đến bộ phái bên kia, đến sau thì ngồi sau, không chen lấn ngồi trước, không chấp trước địa vị. Thảo phú địa diệt trách là một đức hạnh lấy cỏ che khuất để ngăn chặn các nhân quả ác xấu. Thảo phú địa diệt trách là một pháp môn mang đầy đủ bản chất đạo đức của thân tâm từ bi hỷ xả. Nếu thiếu tâm từ bi hỷ xả thì không thành thảo phú địa diệt trách. Thảo phú địa diệt trách chỉ còn là một cái tên suông, không có nghĩa lý gì cả. Thảo phú địa diệt trách là một pháp môn rất cần thiết cho những người tu sĩ đạo Phật, tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni. Nếu ai đã học pháp thảo phú địa diệt trách thì dù ở bất cứ trong tập thể nào cũng đều được hòa hợp đoàn kết và luôn luôn có những cuộc sống chung an vui và hạnh phúc. Thảo phú địa diệt trách là một pháp môn mang đầy đủ bản chất đạo đức của đức hạnh tùy thuận, nhẫn nhục và bằng lòng trong mọi hoàn cảnh, mọi đối tượng, mọi sự việc. Nếu nó không mang đầy đủ bản chất đạo đức đó thì thảo phú địa chỉ là một pháp môn mang danh từ hình thức rộng tuếch, chẳng có nghĩa lý gì cả. Tóm lại, bảy pháp ngăn chặn sự rì rà chia rẽ là bảy pháp dạy về đạo đức làm người, rất cần cái sự sống chung trong những tập thể như gia đình, xã hội, giáo đoàn, tăng đoàn và tất cả mọi đoàn thể khác. Chương 12, bản tóm lược 200 năm tục giới Patimokkha. Tổng kết tóm lại 200 năm tục giới tỳ kheo tăng gồm có: 1. 4 pháp Ba La Di, 2. 13 pháp tăng và Bà Thi Sa, 13 giới tăng tàng, 3. 2 pháp bất định, 4. 30 pháp ni tác kỳ ba giật đề, 30 giới xả đọa, 5. 90 pháp ba giật đề, 90 giới đọa, 6. 4 pháp ba la đề xá ni, 7. 100 pháp chúng học, 8. 7 pháp diệt trách, 7 giới ngăn chặn sự rầy rà. Trên đây là tổng kết danh tội và chủng tội của từng giới. Sau cùng thì nêu rõ và chỉ thẳng đức giới và hạnh giới làm người và đức giới hạnh giới làm thánh tăng, để các vị tỳ kheo y cứ vào đó giữ gìn nghiêm túc, không nên vi phạm, và lấy đó cử tội khoán quyết xét xử những vị tỳ kheo nào phạm giới, phân định rõ ràng kết tội cụ thể để khuyến cáo, cảnh báo, không để cho những kẻ sơ hữu học nào sau này khinh tường giới luật, phá phạm giới luật. Vả lại, giới luật là những pháp môn dạy đạo đức làm người, làm thánh nhân rất cần thiết cho loài người để thoát ra khỏi bản chất loài cầm thú mà mỗi con người còn đang mang đầy thú tính hung ác và nhan hiểm. Muốn làm thánh tăng mà không học đạo đức giới luật, không sống đạo đức giới luật thì chẳng bao giờ làm thánh tăng được. Nhìn một tu sĩ phạm giới, phá giới và bể bụng giới thì không thể nào gọi đó là thánh tăng được. Đó là bọn ma vương đội lớp tỳ kheo tu sĩ Phật giáo để làm hư hoại Phật pháp. Cho nên giới luật rất cần thiết cho những ai muốn làm người có đạo đức, cho những ai muốn làm bậc thánh hiền. Giới luật cũng còn là một pháp môn dạy người tu tập trao dồi thân tâm để được giải thoát, đó là pháp môn vô lậu tuyệt vời của đạo Phật. Giới luật cũng còn là một pháp môn thiền định do ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền. Bởi vậy giới luật là một pháp môn có công năng rất lớn trong sự tu tập theo đạo Phật,
để đạt được cứu cánh giải thoát đến chỗ rốt ráo chấm dứt luân hồi sanh tử. Các vị tôn túc lãnh đạo giáo hội và các chùa phải lấy giới luật làm ghiền mối vững chắc cho Phật giáo để đào tạo tăng ni và cư sĩ có tài đức tu tập hẳn hoài, có đầy đủ oai nghi tế hành không riêng cho tu sĩ, mà những cư sĩ cũng phải có tài đức tu tập hẳn hoài để được đầy đủ không hề sai sót. Có như vậy mới mong Phật giáo được trường tồn trong thế gian này, mới mong làm lợi ích cho con người bằng một đạo đức nhân bản giải thoát, không làm khổ mình khổ người, nhờ thế cải biến đời sống con người trên hành tinh này thành cõi thiên đàng cực lạc. Chư Phật khuyên tu giới luật. Tóm lược bộ kinh giới luật này bằng những bài kệ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên tu tập và giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh để đạt được kết quả tâm vô lậu giải thoát. Tất cả các pháp môn đều do giới mà đến, pháp tam vô lậu học. Không tu thì niết bàn không có đường về, giới ba la mật sô đề. Không giữ thì định huệ không bao giờ nhận được, làm sao có thể vượt bọt lưu mà đến bờ giác ngộ. Bởi người tu theo đạo Phật mà xem thường giới luật, sống phóng dật buông lung thì tu hành uổng công, làm sao tu đến chốn đến nơi được. Chỉ uổng cho một đời tu hành chẳng ra gì, và còn lãng phí cả đời người chẳng làm lợi ích gì cho mình cho người khác, vả lại còn trở thành một tên lừa đảo có sách vở. Mỗi luật sư biên soạn các bộ giới luật xong, các ngài đều có lời khuyên người sao khéo tu tập giới luật, sống đúng phạm hành. Trước là thắp sáng ngọn đèn Phật Pháp, sau là cứu mình ra khỏi ba đường khổ và sáu nẻo luân hồi. Những kệ khuyên tu giới luật. Nhẫn. Nhẫn khổ hành bậc nhất, niết bàn đạo tối thượng, xuất gia não hại người, không xứng danh tỳ kheo. Trong tứ phần luật tỳ kheo ni giới bổn, lược ký, trang 562. Giới. Giới những người mắt sáng, tránh khỏi lối hiểm nghèo, bậc có trí trong đời, dùng giới xa ác pháp. Trong tứ phần luật tỳ kheo ni giới bổn, lược ký, trang 564. Giới. Không bán bổ tật đố, vân hành các học giới, ăn uống biết vừa đủ, thường ưa chỗ nhàn tịnh, tâm tịnh vui tinh tấn, là lời chư Phật dạy. Trong tứ phần luật tỳ kheo ni giới bổn, lược ký, trang 565. Giới. Như ông đến tìm hoa, không hại sắc và hương, chỉ hút nhụy rời đi, vị tỳ kheo vào sớm, không chống trái việc người. Người làm hay không làm, chỉ xét hành vi mình, đúng sai mình tự chữa. Trong tứ phần luật tỳ kheo ni giới bổn, lược ký, trang 560. Giới. Chớ để tâm buông lung, hãy cần học thánh pháp, như thế dứt ưu sầu, tâm định nhập niết bàn. Trong tứ phần luật tỳ kheo ni giới bổn, lược ký, trang 567. Giới. Các pháp ác chớ làm, vâng làm các pháp thiện, tự lắng sạch tâm trí, đây lời chư Phật dạy. Trong tứ phần luật tỳ kheo ni giới bổn, lược ký, trang 567. Giới. Khéo phòng hộ lời nói, tâm trí tự lắng động, thân không làm điều ác. Thực hành được như thế, ba tịnh nghiệp đạo này là đạo đấng giác ngộ. Trong tứ phần luật tỳ kheo ni giới bổn, lược ký, trang 568.
hộ giới. Kẻ trí khéo hộ trì sẽ được ba điều vui, danh thơm và an lạc. Sau khi chết thanh thản, hãy quan sát điều này, bậc trí siêng hộ giới. Giới tịnh sanh trí tuệ, thành tựu đạo giải thoát. Trong tứ phần luật Tỳ Kheo Ni Giới Bổn, lược ký trang 575. Kinh giới: như chư Phật quá khứ và chư Phật vị lai, các thế tôn hiện tại đều chiến thắng khổ đau, thảy đều tôn kính giới. Đây là thầy chư Phật. Nếu ai vì tự thân mong cầu nơi Phật đạo, hãy tôn trọng giới pháp. Đây lời chư Phật dạy. Trong tứ phần luật Tỳ Kheo Ni Giới Bổn, lược ký trang 576. Khuyến giới: các đấng thế tôn Phật diệt trừ mọi kiết sử, thuyết bảy giới kinh này, giải thoát các hệ phược, các ngài đến niết bàn, các khí luận vắng bạch, các đệ tử tuân hành, lời dạy đấng đại giác, giới thánh hiền khen ngợi, thảy đều nhập niết bàn. Trong tứ phần luật Tỳ Kheo Ni Giới Bổn, lược ký trang 577. Giới là Phật tại thế. Thế Tôn khi niết bàn vẫn khởi tâm đại bi, họp các chúng tỳ kheo di giáo giới như vậy: chớ nghĩ ta niết bàn không còn ai dẫn dắt kinh điển và giới luật, những điều ta dạy rõ hãy xem đó như Phật còn sống mãi thế gian. Dù ta nay niết bàn, giới và kinh còn mãi, thì Phật pháp thường còn. Do giữ gìn giới luật, niết bàn được chứng nhập. Nếu không trì giới luật không nghiêm túc, khác gì mặt trời lặn, thế giới thành tối tăm. Trong tứ phần luật Tỳ Kheo Ni Giới Bổn, lược ký trang 578. Chương 8: giới định tuệ là pháp môn giải thoát đệ nhất. Tứ thánh định: biển pháp tuy rộng, nhưng ba pháp này giới định tuệ thu hết ba đời chư Phật, tùy căn cơ mà tu tập, lợi mình lợi người. Khi giới luật thanh tịnh thì cõi sơ thiền hiện bày có năm chi rõ ràng: một tầm, hai tứ, ba hỷ, bốn lạc, năm nhất tâm. Thiền định này do ly dục, ly ác pháp mà nhập được. Tâm do giới mà thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là nhờ tâm biết lìa lòng ham muốn và các ác pháp, nên tâm có đủ lực đạo. Do đủ đạo lực, nên tâm dẫn tâm tịnh trị khẩu hành, tức là diệt tầm tứ, nhập nhị thiền. Nhị thiền có bốn chi: một nội tịnh, hai hỷ lạc, ba lạc, bốn nhất tâm. Hỷ lạc này do định sanh, không phải do lìa lòng ham muốn mà có được. Nhưng tâm không thanh tịnh thì chẳng bao giờ diệt tầm tứ được, có nghĩa là không bao giờ nhập được nhị thiền. Tâm do giới thanh tịnh nên có đủ đạo lực hướng tâm tịnh chỉ tưởng hành, tức là lìa hỷ tưởng mà nhập tam thiền. Tam thiền có năm chi hiện ra rõ ràng: một xả, hai niệm, ba huệ, bốn lạc, năm nhất tâm. Niệm hỷ lạc này do định mà có, không phải do ly dục như ở sơ thiền. Nhưng thiếu tâm ly dục của sơ thiền thì niệm hỷ lạc của định này cũng chẳng có. Tâm do giới thanh tịnh nên có đủ đạo lực hướng tâm tịnh chỉ thân hành, tức là tịnh chỉ hơi thở. Nói như trong kinh là xả lạc, xả khổ, xả thọ, xả niệm thanh tịnh có bốn chi: một không khổ không vui, hai xả, ba niệm, bốn nhất tâm. Giới định tuệ: giới định và trí tuệ con đường hướng chánh giác, ta tu tập hạnh ấy đạt được tối thắng tịnh. Trong kinh Tương Ưng tập 1,
Tràng 230. Người tu sĩ đạo Phật, tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni không bỏ hiện tại và không chạy theo những gì bị thời gian chi phối. Các lòng ham muốn của chúng ta thường bị thời gian chi phối, nhiều khổ đau, nhiều phiền não, nhiều tai họa. Đời sống mọi người ở thế gian càng chịu nhiều đau khổ hơn nữa là vì chạy theo thời gian quá khứ và vị lai, thường bỏ mất thời gian hiện tại. Còn pháp chúng ta tu hành theo đạo Phật thuộc về hiện tại, không bị thời gian chi phối, đến để mà thấy, chứng nghiệm, có khả năng hướng thượng, vượt thoát khổ đau. Chỉ có người trí mới tự mình giác hiểu. Trong Kinh Tương Ưng tập 1, trang 262, Nhất Dạ Hiền. Quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng. Quá khứ đã qua rồi, vị lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ tri quán vô lậu. Chú thích: pháp hiện tại là 1. Chánh niệm tỉnh giác định, 2. Định niệm hơi thở, 3. Quán vô lậu hay là định vô lậu. Trong Tương Ưng Kinh tập 1 trang 18 cũng vậy, chúng ta tu tập với các định niệm hơi thở và định vô lậu. Hiện tại an lạc định, không tham việc đã qua, không mong việc sắp tới, sống ngay với hiện tại. Đây là cách sống với hiện tại của Đức Phật khi còn tại thế, là một gương hạnh tu tập tỉnh thức trong hiện tại, an lạc định hay còn gọi là bất động tâm định. Để thể hiện qua bài kệ Nhất Dạ Hiền, Thế Tôn sau khi đã kinh hành ngồi trời một phần lớn của đêm, khi đêm đã gần mãn, Ngài rửa chân bước vào tịnh xá và nằm xuống phía hông bên phải, theo thế nằm của con sư tử, hai chân gác lên nhau chánh niệm tịnh giác, và nghĩ đến lúc thức dậy. Trong Kinh Tương Ưng tập 1 trang 238. Giới luật: trong Kinh Tương Ưng, Đức Phật dạy phải thường hằng sống trong giới luật thì sẽ chấm dứt khổ đau và làm chủ sống chết. Ai sống trong giới luật, an trú không phóng dật, đoạn tận cùng sống chết sẽ chấm dứt khổ đau. Trong Kinh Tương Ưng tập 1 trang 344. Giới luật: người tu hành giữ gìn giới luật nghiêm túc thì phải lưu ý đối xử với mọi người phải đúng giới luật, đúng các thiện pháp, tức là người không làm khổ mình, khổ người. Những ai bị phỉ báng trở lại phỉ báng người, kẻ ấy làm khổ mình mà lại làm khổ người. Trong Kinh Tương Ưng tập 1 trang 401. Kẻ chiến thắng: những ai bị phỉ báng không phỉ báng lại người, người ấy đã thắng trận, thắng mình và thắng người. Trong Kinh Tương Ưng tập 1 trang 401. Kẻ thắng trận: kẻ ngu tưởng mình thắng khi nói lời ác ngữ, ai biết chịu kham nhẫn, kẻ ấy mới thắng trận. Trong Kinh Tương Ưng tập 1 trang 401. Thoát trần: người trí trì giới luật, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỳ kheo ấy thoát trần. Trong Kinh Tương Ưng tập 1 trang 401. Bậc giải thoát: ai sống ở đời này từ bỏ các phước báo, đoạn trừ mọi ác pháp, hành trì theo phạm hạnh, sống đời sống chánh trí, vì ấy bậc giải thoát. Trong Kinh Tương Ưng tập 1 trang 401. Hết tập 2. Giới đức làm người. Thích Chơn Giác kính đọc. Ngày 23 tháng 10 năm 2009 tại thành phố Virginia Beach, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ.